15 dấu hiệu chứng tỏ người đã mất chưa được siêu thoát và cách hóa giải để tránh tai họa, xem ngay để biết rõ. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, khi chiêm nghiệm về cái chết, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng cái chết là một phần tự nhiên của sự sống. Chết không có gì bất công và đáng sợ vì ai rồi cũng phải chết. Thế nhưng khi có một người thân xung quanh mình mất đi, đa phần các gia chủ sẽ rất lo lắng. cho họ sau khi sang thế giới bên kia sẽ như thế nào, liệu có được ra đi thanh thản hay không. Rồi nhiều người còn tìm cách mời thầy về để cúng bái, hỗ trợ để vong linh được siêu thoát, tránh để họ vì còn bất an khúc mắc mà quanh quẩn ở lại trong nhà. Vậy bạn có thắc mắc đâu là các dấu hiệu người đã mất chưa được siêu thoát và cách hóa giải để tránh tai họa khôn lường hay chưa? Hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về biểu hiện của người chết không được siêu thoát là gì. Theo quan điểm của đạo Phật thì chết không có nghĩa là hết. Dù cho thể xác có bị phá hủy thì linh hồn vẫn còn đó và ý thức được. Người sau khi chết trong khoảng thời gian từ những ngày đầu tiên cho đến ngày thứ 49 sẽ là khoảng thời gian khó khăn và đau đớn nhất. Mặc dù thể xác của họ đã chết đi nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại trong nhà và họ vẫn nghe thấy được những gì chúng ta đang làm. Trong khi đó thì chúng ta không thể nào nhìn thấy họ và nghe họ nói. Điều này khiến cho họ cảm thấy bực tức và khó chịu. Họ đau khổ vì vẫn còn quyến luyến với trần gian và những người thân, người bạn. Chưa kể, việc một tuần thì họ sẽ được tái hiện cái chết một lần. Điều này khiến họ cảm thấy bất lực, đau khổ. Những người bị chết do tai nạn hoặc tự tử thì càng đáng sợ hơn. Đến ngày thứ 49 thì họ sẽ đầu thai về các cửa dưới âm gian. Khi người chết mới mất thì những người trong gia đình không được phép sát sinh và không nên gây tội ác nào. Coi như là tích đức và khiến người chết không phải mang thêm tội khi xuống âm gian. Nếu như nhà có người chết mà giết sinh và hạ, thì khi người chết xuống dưới âm gian sẽ bị các sinh vật đó kiện tụng và người chết sẽ không được siêu thoát. Chưa kể người chết lúc còn sống, nếu như làm quá nhiều việc thất đức, làm hại đến người khác, có tâm ý không tốt đẹp, khi xuống dưới âm gian cũng sẽ bị quy tội và tùy thuộc vào từng trường hợp mà có thể sẽ không thể nào siêu thoát được. Và người chết không siêu thoát sẽ có một số biểu hiện như sau mà gia đình cần phải chú ý và tìm cách để giúp họ siêu thoát. Thứ nhất, những dấu hiệu nhận biết được người chết không siêu thoát. Khi người đã chết không siêu thoát, lang thang khắp các nơi trốn để tìm lối tái sinh sẽ có các biểu hiện như sau. Nếu sắp sinh và lang thang vào đường Atula, người này sẽ thấy những vườn cây khả ái và những bằng lửa lấn lộn chuyển xoay. Nếu người chết thấy những cảnh tượng ấy mà xanh lòng, vui vẻ đi đến đâu, tức là đầu thai vào đảo Atula. Nếu nghiệp của kẻ chết sắp xanh vào đường súc sinh thì họ tự cảm thấy núi non, hang hổ, vực sâu hiện ra trước mắt. Nếu muốn vào trong đó, tức là đầu thai vào đường súc sinh, nghiệp cảm của kẻ chết. Nếu sắp sinh vào đường ma quỷ thì họ sẽ tự thấy có một bãi sa mạc không cây cối hoặc cũng có những hang ổ, cỏ cây khô héo. Đó là cảnh tượng của ngạ quỷ. Nếu sanh vào trong đó thì luôn chịu thấy đói khát, hết sức khổ sở. Nếu nghiệp cảm của người chết sắp sinh vào địa ngục, khi họ cảm thấy người thân như bị gió lạnh áp bức, rồi họ lại tự thấy những ngọn lửa của địa ngục bốc lên. Vì ưa sự ấm áp nên vội vàng đi vào trong đó. Hơn nữa, nếu lúc còn sống trong khi gây nghiệp thường có bạn bè giúp đỡ. Khi lâm chung, người chết sẽ thấy bạn bè, đồng nghiệp với mình ngày trước hiện ra trước mắt. Khi đó vì xúc động nhớ đến tình cảm ngày xưa, người chết vội vàng chạy đến với bạn. Nhưng khi đã đến rồi thì cảnh ấy hoàn toàn thay đổi, người chết phải chịu mọi điều khổ sở. Thứ hai, người thân phải làm gì để vong linh được siêu thoát? Đa phần những người sau khi chết đi sẽ phải trải qua một thời kỳ khá đen tối và đau khổ. Ban đầu, họ sẽ không biết mình đã chết. Họ quanh quẩn trong nhà và thấy mọi người buồn đau, khóc than. Họ thắc mắc và muốn hỏi vì sao mọi người lại khóc, nhưng không một ai nghe thấy họ. Điều này khiến cho họ cảm thấy bức bối,
bất lực và thêm đau khổ. Họ giận dữ bỏ nhà để bay đi đến nơi khác mà không biết rằng điều này sẽ khiến họ rơi vào tình trạng vong hồn, bị vất vưởng và lang thang khắp nơi. Không có nơi nương tựa và nhiều người còn bất lực đến độ phải đi làm việc ác. Làm quá nhiều việc ác sẽ khiến cho vong hồn không được siêu thoát. Người chết không siêu thoát hay còn gọi là ma, trong thời gian 49 ngày sau khi mất, họ sẽ biết được mình đi đâu, về đâu. Có nhiều người sẽ được đầu thai, lại làm người. Có nhiều người đầu thai làm con vật, cũng có nhiều người không thể siêu thoát. Người chết vì tai nạn ngoài đường không thể về nhà, hoặc những người mang hận với trần thế, họ sống vất vưởng ở mọi nơi, dù gọi vong thế nào cũng không chịu về. Đối với những trường hợp mà người chết bị tai nạn, chết đuối, tự tử thì vong hồn sẽ không được siêu thoát mà vẫn ở nơi mình đã mất. Cho nên tốt nhất, người nhà nên gọi vong hồn về nhà và nơi chôn cất thi thể. Tốt nhất, nên cúng bái một cách cẩn thận. Nếu không thì người chết sẽ rất cô đơn, lang thang nhiều nơi, không biết đường về nhà và không thể nào siêu thoát được. Chưa kể việc trước nhà chúng ta có thần giữ cửa, điều này cũng khiến họ cảm thấy lạ lẫm, không biết đâu mới là nhà của mình. Chính vì vậy, gia đình và người thân cần phải gọi hồn họ về thì mới được siêu thoát. Quý vị thân mến, theo quan niệm tâm linh của phương Đông, một người chết đi cần phải được an nghỉ và siêu thoát thì mới mong kiếp sau được đầu thai thành người và sống một cuộc đời ấm no, hạnh phúc. Chính vì vậy mà việc lập đàn cầu siêu cho những người đã khuất là rất quan trọng và được các gia đình coi như con đường duy nhất để giúp con người, những người đã mất, được tái sinh tự nhiên. Liệu chúng ta cầu siêu thực sự có giúp được người chết siêu thoát hay không? Hãy để kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ với mọi người ngay sau đây. Để tìm ra câu trả lời, chúng ta có thể giúp một vong linh của một người nào đó được siêu thoát hay không, thì ta phải xem họ như là một người đang sống, chỉ là không có phần xác để ta có thể cầm nắm, ôm hôn hay không mà thôi. Những linh hồn này đều đang tồn tại suy nghĩ như lúc còn sống, họ vẫn suy nghĩ, yêu ghét hoặc lưu luyến cuộc đời như chúng ta. Việc cầu siêu tuy là việc cần thiết nhưng không nên xem đó là cách duy nhất để giúp người thân có cơ hội siêu thoát. Sự thật là họ cũng như chúng ta, cũng có người khó tính, dễ tính, người học nhanh, học chậm, nên có người nghe suốt bài lễ cầu siêu không hiểu nên chẳng thể siêu thoát nổi. Cũng chính vì vậy mà việc cầu siêu được nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng từng so sánh như là việc cung cấp với họ phương tiện, ví dụ như ô tô, máy bay để họ siêu thoát nhanh hơn, còn để họ tự tu tập thì họ vẫn có thể tự siêu thoát, nhưng mất nhiều thời gian hơn. Chưa kể việc ta cứ biết việc một vong linh chưa siêu thoát là chăm chăm đưa họ lên chùa mà không hề lắng nghe tâm tư của họ. Sự thật là không phải người âm nào cũng muốn vào chùa hoặc muốn siêu thoát. Mỗi cá nhân họ có những cá tính và nhận định khác nhau cần được tôn trọng. Hơn nữa, việc cầu siêu cũng chỉ là nỗ lực của người thân trợ duyên, ảnh hưởng tốt đến hương linh của phần nào, chứ không can thiệp sâu vào khuynh hướng tái sinh của họ, vì mỗi người đều có nhân quả riêng, vẫn phải trả, không thể nào trốn tránh. Để được giải thoát tự thân, hương linh phải tỉnh thức và hướng thiện Đức Thế Tôn đã dạy. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình nương tựa hòn đảo chính mình. Do vậy, khi người thân mất đi, trách nhiệm của chúng ta là tận tâm dốc lòng cầu nguyện, tạo phước để hồi hướng mong họ siêu thoát. Cho siêu thoát hay không là do sự thức tỉnh, chuyển hóa nghiệp lực của chính họ. Mười phương chư, Phật chư, Bồ Tát, chư Thiên Chúa Thánh, tất cả sẵn sàng tiếp dẫn các vong linh, nhưng tiếp dẫn là đem xe đến nơi để chở đi, các vong linh phải tự bước lên chiếc xe, nếu không bước lên thì họ đã lỡ chuyến. Quý vị thân mến, cuối cùng bạn hãy tin rằng trong cuộc đời này có nhân, có quả và chúng ta vẫn đang sống trong vòng luân hồi. Vì cái nghiệp do chính mỗi người tạo nên, khi một ai đó mất đi, số phận của họ không hề kết thúc mà vẫn đang tiếp diễn, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy. Vậy nên bạn đừng quá lo lắng mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống thực tại của gia đình mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.